Xin cảm ơn ASUS đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Okay, I got it. 2.1. Okay. Now in the market, you can only find 2.0. Okay, I understand that. Yeah. So pass through up to 4K 144. Yes. But will it able to pass through 8K? So 8K now. Even though it happened at 2.1. Yeah. Now the highest spec is still going to 144. Okay. Yeah, but also we have the upgrade in video. Okay, but it doesn't have any like encoding inside of it, right? Just a pass-through and record with the computer. Yes. Okay, I understand that. We also do support VR. VR, also like for the console and stuff like that, and yes. All the PC. Yes. Okay, thank you very much. Hiện tại thì mình đang có bên cạnh đây đó chính là một chiếc cáp trở cạc anh em ạ. Đây là cáp trở cạc của TÜV và hiện tại đây là một trong những cáp trở cạc có cấu hình cao nhất trên thế giới. Có thể nói như thế, nó có thể pass through được ở 4K 144Hz HDR luôn và nó sẽ thu được ở là 4K 60. Cái sản phẩm này thì cực kỳ hợp lý với những streamer độ phùng, bo miếc là mua cái này thì là quá hợp lý luôn. Nó sẽ pass through được như vậy nhưng nó còn hỗ trợ cả VVR nữa, tức là variable refresh rate, là giúp cho chúng ta có thể dễ dàng, tức là như kiểu di sinh và vi sinh ấy, nhưng mà vẫn truyền qua cái hiệu này, thực sự rất tuyệt vời. Và what is the price of this? Okay, but about the you don't even have the global price or the US market price. We'll still recommend you to come. Okay. Sorry for that. Won't be much higher than 4K 30 or what you have in the market. With your competition, right? Yeah. With your competitor. Yeah. Okay. It's not going to be a high price. Okay. Vậy thì ASUS mình vừa hỏi qua một chút, họ không có mức giá chuẩn chỉnh ngay tại đây, nhưng họ bảo rằng cái mức giá của nó sẽ chỉ ở trong khoảng tầm của đối thủ họ thôi, tức là Elgato đây anh em ạ. Những cái cáp trở cạc của 4K 30, 4K 60 của bên họ ấy thì ASUS sẽ match mức giá nhưng với một mức giá cao hơn. Đấy, và mình rất hứng thú với cái này bởi vì chúng mình là người tester, chúng mình rất là dựa vào cái này luôn đấy anh em ạ.